Hello, xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về ý nghĩa phước hay họa trong ngày 23 tháng Chạp, đó là ngày đưa ông Táo về trời đó mọi người. Và những cái ý nghĩa nào và những cái phong tục nào chúng ta có thể làm trong ngày này. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ mình nhé. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Bây giờ chúng ta bắt đầu theo dõi nhé. Táo quân, Táo Vương hay còn gọi là ông Táo trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam và Trung Hoa được xem là một vị thần cai quản việc bếp núc trong mỗi nhà. Táo có ý nghĩa là bếp. Việt Nam và Trung Hoa có những truyền thuyết về Táo quân khác nhau. Thờ cúng ông Táo theo văn hóa của Trung Quốc. Người Trung Quốc cho rằng trước kia mỗi tháng vua bếp lên trời một lần vào ngày tối là ngày cuối tháng âm lịch để báo cáo về những người trong gia đình. Nhưng sau này, mỗi năm vua chỉ lên trời một lần vào ngày 23 hoặc 24 tháng Chạp. Vào ngày đó, người Trung Quốc bày bàn thờ gần bếp, cúng vua bếp bằng thịt, cá, rượu nếp, bánh kẹo. Ngoài ra còn có nước và cỏ khô cho ngựa của vua bếp ăn để bay và trở vua lên trời. Còn theo thờ cúng ông Táo theo văn hóa Việt Nam thì người Việt quan niệm ba vị thần Táo định đoạt phước họa cho gia đình. Phước đức này do việc làm cúng đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà. Bàn thờ thường đặt gần bếp, trên bài vị có viết bằng chữ Hán. Hằng năm đúng vào ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Táo lên chầu trời, nên có nơi gọi là ngày Tết ông Táo, Tết ông Công. Lễ cúng có cá chép vì người Việt cho rằng ông Táo cưỡi cá chép lên trời. Người dân Việt Nam theo phong tục văn hóa thờ cúng ông Táo để cầu phước, cầu tài, gia đình hưng thịnh. Rồi cứ mỗi dịp Tết đến Tết âm lịch thì người dân thôn Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ lại tất bật quăng chài thả lưới thu hoạch cá chép đỏ để phục vụ cho nhu cầu trong ngày 23 của người dân và đưa ông Táo lên trời. Họ phục vụ những người mê tín dị đoan mua cá làm phương tiện để đưa ông Táo lên trời để cầu phước. Trong tín ngưỡng văn hóa nhân gian Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp đã giết biết bao nhiêu sinh mạng cá chép vàng để cúng ông Táo. Theo văn hóa Phật giáo thì phước hay họa cũng là nơi tâm. Người Phật tử cần phải có chánh kiến, thấy đúng như thật, không nên theo những văn hóa mê tín dị đoan tiếp tay cho kẻ xấu hại sinh mạng, tổn phước, tổn lòng từ bi thì tai họa ắt sẽ đến. Lòng từ bi của nhà Phật thể hiện văn hóa ăn chay phóng sinh để tôn trọng sự sống. Đức Phật dạy mọi chúng ta đều có một Phật tính và mua cá chép vàng để cúng ông Táo để cầu phước, nhưng việc làm đó là hoàn toàn vô ích, chẳng những không có phước mà còn bị mất phước. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy: Này Phật tử, nếu tự ta giết, dạy người giết, dùng phương kế giết, khen ngợi giết, thấy giết mà vui theo, cho đến dùng thần chú để giết, nhân giết, duyên giết, phương pháp giết, nghề nghiệp giết, cho đến tất cả các loài có mạng sống không được giết, là Bồ Tát nên thường khởi tâm từ bi, dùng phương tiện cứu bảo hộ tất cả chúng sinh mà trở lại buông tâm khoái ý sát hại sinh mạng. Bồ Tát này phạm ba la di tội. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: Cái quý nhất của chúng sinh đó là thân mạng, cái yêu quý nhất của chư Phật chính là chúng sinh. Hay cứu thân mạng chúng sinh tức là hay hoàn thành tâm nguyện của chư Phật. Trong kinh Phân biệt thiện ác báo ứng: Làm việc gì thâu hoạch quả sống ấy? Có 10 điều. Những là: 1. Lìa lỗi tự mình giết hại. 2. Lìa lỗi khuyên bảo người khác giết hại. 3. Lìa lỗi sướng thích đối với việc giết hại. 4. Lìa lỗi thấy người giết mình phụ trợ theo. 5. Cứu khỏi tội giết trong hình ngục. 6.
phóng thích thân mạng, phóng sanh. 7. Ban cho mọi loài pháp không sợ hãi. 8. Trợ cấp cho người bệnh. 9. Bố thí thức ăn đồ uống. 10. Cúng dường đèn đuốc cờ phướng. Như vậy là 10 việc làm thu hoạch phước báo trường thọ. Nếu chúng ta là người Phật tử thì ngày 23 tháng Chạp không nên theo phong tục văn hóa mê tín dị đoan mua cá chép vàng để giết hại cúng ông táo. Việc làm ấy sai trái với đạo lý, tổn hại lòng từ bi, chẳng hạ những không có phước mà còn mang tội, nghiệp báo sát sinh, sinh mạng sẽ tổn thọ. Trong luật Đại Trí Độ cũng có nói rằng, trong các việc ác, nghiệp sát lớn nhất giữa việc hành thiện, phóng sinh trên hết. Vì vậy, chúng ta là Phật tử phải hành theo lời Phật dạy, không mua cá chép để cúng ông táo, không theo văn hóa mê tín dị đoan. Tức là chúng ta không tiếp tay cho những người kia lợi dụng nuôi cá để bán trong ngày 23 tháng Chạp. Phước hay họa do tâm tạo. Phước hay họa, thiện, ác cũng là từ tâm tạo. Nếu chúng ta hành thiện thì chúng ta sẽ có an lạc. Trong kinh Pháp Hoa Cứu Pháp, Phật dạy: trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói hay làm với tâm ô nhiễm thì khổ não sẽ đi theo như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Trong các pháp, dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói hay làm tâm thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo như bóng với hình. Qua đó chúng ta thấy rằng họa hay phước do tâm tạo ra. Muốn gia đình bình an, hạnh phúc, gia đạo hưng vượng, không nên tin vào đấng thần linh nào cả, mà hãy cần thiết lập tâm chúng ta một cách bền vững bằng niềm tin vào chánh pháp và trí tuệ để sống đúng với đạo đức nhân bản, bằng cách giữ gìn năm giới. Mỗi người tự mình không sát sinh, khuyên người khác đừng sát sinh. Mỗi người không trộm cắp, khuyên người khác đừng trộm cắp. Mỗi người không tà hạnh, khuyên người khác đừng tà hạnh. Mỗi người không nói dối, khuyên người khác đừng nói dối. Mỗi người không uống rượu, khuyên người khác đừng uống rượu. Năm giới là nền tảng xây dựng hạnh phúc, yên ổn cho gia đình và xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải có niềm tin vững chắc. Khi phước đến không mừng, họa đến không lo, cứ tùy duyên mà vui sống. Như khi ta gặp hoạn nạn, như bệnh hoạn đau yếu, đang sống ở cảnh cô độc, hoặc giả đang mang chứng bệnh nan y v.v. chẳng hạn, thì ta biết đó là do nghiệp quả của ta đã tạo ra, nên giờ đây ta phải trả. Nhờ ngày hôm nay chúng ta có tu, có phước báo để trả nợ kiếp trước, phải trả nợ hết, không phải chúng ta chuyển họa thành phước hay sao? Chúng ta cố gắng tu hành làm thiện, tụng kinh niệm Phật, trì chú, hành thiền, phước vô lậu, v.v. bố thí, cúng dường, phước hữu lậu, thì cái chết có đến với chúng ta cũng chẳng có gì phải lo sợ, vì chúng ta đã trả nghiệp nhân đời quá khứ, và ta biết rằng ai cũng phải bước vào cửa tử. Đây là con đường mà tất cả mọi người già trẻ bé lớn gì phải đi qua. Khi xả báo thân này thì phước báo tu hành trong kiếp này sẽ đưa chúng ta đến một cảnh giới an lành, giải thoát đau khổ sinh tử. Như vậy không phải là ta chuyển họa thành phước đó hay sao? Ngược lại, chúng ta cầu giàu sang, phước báo, con cái bình an, gia đạo hưng thịnh, v.v. không biết tu hành tạo phước, theo những phong tục văn hóa mê tín dị đoan, cúng vái thần linh, sát sinh hại vật để cúng tế cầu khẩn, thì không phải là phước trong họa hay sao? Trong các tôn giáo đa thần hay nhất thần, họ tin tưởng vào đấng thần linh có quyền năng ban ơn giáng họa cho những người tín đồ mới
sát sinh hại vật để cúng tế thần linh ban phước. Khi Đức Phật thị hiện xuống Ấn Độ, Ngài đã dẹp bỏ những tư tưởng ban phước giáng họa của thần linh dưới sự mê tín dị đoan. Đức Phật dạy rằng, phước họa đều do nghiệp mà tạo. Mọi việc trên cõi đời này được xét xử công bằng dựa trên luật nhân quả, nghiệp báo. Nếu người làm ác phải gánh quả xấu, làm việc thiện sẽ được kết quả tốt đẹp, không tin vào đấng thần linh nào cả. Đừng tin tưởng vào một điều vì văn phong, đừng tin tưởng điều gì vì vinh vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ nhiều người nhắc đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng vào điều gì do ta tưởng tượng và nghĩ lại rằng một vị đấng tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng một điều gì chỉ vịnh vào uy tín của các thầy dạy mình. Chỉ tin tưởng cái mà chính mình đã trải nghiệm, kinh nghiệm và nhận là đúng, là có lợi cho mình và kẻ khác. Chỉ cái đó mới là mục đích tối hậu, thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn. Trong thời Phật còn tại thế, Xá Lợi Phất đã thưa với Đức Phật rằng, xin Ngài chỉ dạy xem tại vì sao tỳ kheo đó rất thông minh mà lại bị quả báo luôn luôn bị bỏ sót nên phải ăn cơm ở Xá Lợi Phất chia cho. Đức Phật nói rằng, vị này không phải mới tu mà tiền kiếp đã là một thượng tọa. Tuy có giới phẩm nhưng vị này không bỏ lòng ích kỷ. Quý Phật tử nên suy nghĩ điều này, tu lâu tạo được nhiều phước, nhưng tánh ích kỷ, ganh tị còn nguyên thì vẫn phải trả quả báo. Vì thế, con người muốn có sống, cuộc sống an lạc, hạnh phúc, cần phải tu nhân tạo phước, chứ không phải chỉ cầu nguyện, van xin, khấn vái suông vào những vị thần linh, ông táo, thần tài, thổ địa hoặc tử vi tướng số, vân vân. Chỉ có phước báo có thể giúp con người được tai qua nạn khỏi, được bình yên may mắn. Phước báo có được là do những việc làm phước thiện, tốt lành, lương thiện, chẳng hạn như ăn chay, bố thí cúng dường, đi chùa lễ Phật, ấn tống kinh sách, cứu người giúp đời, tụng kinh niệm Phật, trì chú thiền quán, trì giới nhẫn nhịn. Phước báo không phải mùa cá chép vàng, vàng mã, vân vân để cúng tế thần linh ban phước, một điều hết sức phi lý, trái với chân lý. Vì vậy, người Phật tử của chúng ta không nên làm theo những văn hóa mê tín như thế. Trên đây là một số ý nghĩa về phước hay họa trong ngày 23 tháng Chạp đưa ông Táo về trời. Xin được khép lại, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và để tiện theo dõi, hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ mình nhé. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.